Cùng bạn đọc sách xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các nhà lãnh đạo, nhà tư tưởng, nghệ sĩ, vận động viên, người có tầm nhìn xa đều có một phẩm chất chung không thể xóa nhòa. Đó là khả năng đạt được sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Mặc dù đôi khi bị nhầm lẫn với sự lười biếng và thái độ nước đời, sự tĩnh tâm thực sự là cánh cửa dẫn đến tự chủ, kỷ luật và tập trung. Thiếu một tâm hồn tĩnh lặng, ta không thể tích lũy năng lượng cho cuộc sống. Sự tĩnh lặng cho phép những người thành đạt chế ngự được tâm tính của họ, tránh bị phân tâm, đồng thời khám phá những hiểu biết sâu sắc, đạt được hạnh phúc và làm điều đúng đắn. Ryan Holiday, tác giả của một số cuốn sách ăn khách trên thế giới, đã viết cuốn sách Stillness in the Key, đặt trọng tâm vào sự tĩnh lặng. Tác phẩm xuất bản với tên tiếng Việt là Tâm Tĩnh Lặng, do nhà xuất bản Dân Trí ấn hành năm 2021, dài 302 trang, khổ 21cm. Cuốn sách sử dụng những điển tích và câu chuyện trong lịch sử từ những người nổi tiếng để chứng minh cho quan điểm của anh cùng những ý niệm về sự tĩnh lặng. Tác giả đã chắt lọc, phân tích những thông tuệ ấy cho người đọc và tùy thuộc vào mỗi người. Một trong ba lĩnh vực được đề cập đến trong sách đó là trí tuệ, tâm hồn, thể xác sẽ được chúng ta hiểu theo những cách khác nhau. Trí tuệ có nghĩa là sự hiện diện ở thực tại, hạn chế tiếp nhận thông tin, đánh giá chậm lại và suy nghĩ sâu sắc hơn. Tác giả đưa ra những câu chuyện từ lịch sử như Napoleon, Anne Frank, những nghệ sĩ như Marina Abramovic đang xen cùng những lời thông thái từ các triết gia phương Đông và phương Tây. Tĩnh tại trong trí tuệ không có nghĩa là suy nghĩ, hành động một mình và trở nên cô đơn hay chán nản. Tác giả khuyến khích chúng ta viết nhật ký, kiên trì viết mỗi ngày để rèn luyện sự tĩnh lặng trong tâm trí. Tâm hồn là phần khó nắm bắt nhất. Do vậy, tác giả sử dụng nhiều ngôn ngữ mô tả hơn là những ví dụ đơn thuần như phần trí tuệ. Theo tác giả, chúng ta cần ngồi xuống và tự hỏi bản thân rằng điều gì là quan trọng, để từ đó tìm kiếm câu trả lời quan trọng nhất. Người đọc có thể thử một số cách theo cuốn sách như chữa lành đứa trẻ bên trong bạn, biết được thế nào là đủ, bước vào mối quan hệ, đắm mình trong cái đẹp hay hàn gắn tâm hồn bạn. Phần cuối cùng của cuốn sách nhưng không hề kém quan trọng, đó là thể xác của bạn. Nếu chúng ta không chăm sóc tốt cho cơ thể của mình thì trí tuệ và tâm hồn dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bất lực trong một cơ thể yếu ớt. Chuyển động là nền tảng của sự tĩnh lặng. Hãy thử đi dạo, xây dựng một thói quen tốt, loại bỏ bớt đồ đạc dư thừa, ngủ đủ giấc và tìm kiếm sở thích. Trên thực tế, cuốn sách này không đưa ra những ý tưởng mới mẻ, mà thay vào đó, nó là sự trắc lọc thông tin, những điều thông thái nhất từ dòng lịch sử nhân loại hàng nghìn năm qua rồi, được trình bày theo một cách dễ hiểu, dễ đọc và dễ áp dụng nhất đối với độc giả. Có thể những điều viết ra trong cuốn sách này đã được độc giả biết đến, được thực hành một lúc nào đó trong đời. Cũng có thể người đọc chưa từng biết đến những điều đó. Dù thế nào, hãy thử đọc sách và tìm ra những lời khuyên, cảm hứng cùng sự tự tin để tiếp tục hành trình kiếm tìm sự tĩnh lặng lâu hơn một chút, kiên trì hơn một chút. Ở phía cuối con đường, đó là sự thành công đang chờ đợi.